tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 24 tháng 12. Đồng đô la Mỹ trượt giá sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 23/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 0.23-631 đồng. Các ngân hàng tiếp tục giảm giá mua đô la Mỹ về sát giá mua của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm xuống dưới mức 24.000 đồng USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thêm giá 80 đô la Mỹ đồng. Eximbank mua vào còn 23.440 đến 23.460 đồng. Bán ra 23.720 đồng. Vietcombank mua vào với giá 23.400 đến 23.430 đồng. Bán ra 23.750 đồng. Giá bán đô la Mỹ của các ngân hàng thương mại thấp hơn Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 1.030 đến 1.060 đồng USD, ở mức 24.780 đồng USD. Trong khi đó, giá mua đô la Mỹ của các nhà băng xấp xỉ mức giá của Sở Giao dịch, ở mức 23.450 đồng USD. Giá đô la Mỹ tự do giảm thêm 25 đồng, xuống còn 23.980 đồng chiều bán ra và mua vào 23.920 đồng. Vietcombank 23.430 đồng, 23.750 đồng. Viettinbank 23.385 đồng, 23.785 đồng. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ ở mức 23.775 đồng, 26.278 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.623 đồng, 25.741 đồng. Viettinbank 24.202 đồng, 25.492 đồng. Đồng đô la Mỹ trượt giá sau phiên giao dịch đầy biến động vào hôm 24 tháng 12, khi dữ liệu mới công bố báo hiệu tình hình lạm phát Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất ít hơn, đồng thời cải thiện khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Theo đó, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE đã tăng 0,1% trong tháng 11, sau khi tăng 0,4% trong tháng 10. Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số PCE đã tăng 5,5% trong tháng 11, sau khi đạt mức tăng 6,1% trong tháng 10. Trong khi đó, chỉ số PCE cốt lõi đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, sau khi tăng 5,0% trong tháng 10. Ấm ở Sahota, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn FX Clarity FX San Francisco, Mỹ nhận định, tình hình lạm phát đang diễn biến theo đúng kỳ vọng. Mặc dù chưa giảm nhanh nhưng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng không bị ảnh hưởng nặng nề. Một dữ liệu khác vừa được công bố cho thấy, số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản xuất tại Mỹ tăng vừa phải trong tháng 11, cho thấy chi tiêu kinh doanh trong quý này chậm lại, do chi phí vay cao hơn làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa. Chỉ số DXY đã giảm hơn 8% kể từ khi đạt mức cao nhất trong 20 năm vào hồi tháng 9, với tín hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt góp phần làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách. Do đó, Fed được cho là sẽ tăng lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 1, sau nhiều đợt tăng lãi suất khủng. Ở một diễn biến ngược lại, đồng euro tăng 0,2% so với đồng đô la Mỹ, đạt mức 1,0619 đô la Mỹ. Đồng tiền Trung châu Âu đang trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp, với mức tăng tuần 0,4%. Trong khi đó, đồng AUD tăng 0,4% so với đồng đô la Mỹ, đạt mức 0,6710 đô la Mỹ. Đồng NRD tăng 0,7%, đạt mức 0,6288 đô la Mỹ so với đồng đô la Canada.